Hi, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ben Mercedes. Thì em là Ben, hiện tại đang công tác tại Mercedes-Benz Heiseco Cần Thơ. Địa chỉ bên em hiện tại là 102 Cách Mạng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp tục chuỗi series xe C-Class. Thì trước đó em đã giới thiệu cho mọi người C200 Avantgarde rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm khác trong nhà Mercedes-Benz là C200 Avantgarde Plus. Thì phiên bản này là phiên bản giữa so với dòng C. Thì hiện tại giá bán niêm yết của C200 Avantgarde Plus này đang là 1 tỷ 914 triệu, chưa bao gồm chương trình khuyến mãi cũng như là chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hiện tại đối với dòng xe C-Class này, quý khách hàng sẽ được sau khi chúng ta mua xe thì chúng ta sẽ được quà tặng, kèm theo đó là chúng ta sẽ được khuyến mãi 1 năm bảo hiểm thân vỏ và kèm theo đó là 1 năm bảo dưỡng. Thì đối với xe này chúng ta vẫn bảo dưỡng, được tặng bảo dưỡng 1 năm, bảo dưỡng thì 8.000 cây một lần, thì lần thứ hai là 16.000 cây ha. Thì bây giờ em sẽ đi sơ qua chi tiết để chi tiết đơn giản thôi, và em sẽ so sánh được cái điểm khác giống và điểm khác nhau giữa hai dòng xe C200 Avantgarde và C200 Avantgarde Plus. Về phần thiết kế về ngoại thất thì tổng thể bên ngoài thì đối với chiếc xe này và chiếc xe C200 Avantgarde nó không khác nhau quá nhiều ha. Thì vẫn là thiết kế mặt ga lăng theo kiểu Avantgarde ha. Rồi vẫn có những cái nang mạ chrome chạy ngang và một cái logo to bản của Mercedes-Benz rất là to, giúp cho chúng ta nhận diện thương hiệu rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là sang trọng. Rồi, phía bên này thì xe vẫn trang bị chúng ta cụm đèn LED High Performance. Đây là một cái điểm mà có thể là sau này xe sẽ được nâng cấp lên là đèn multi beam hoặc là digital. Đấy. Nhưng mà đối với dòng LED High Performance này thì nó vẫn tích thêm một tính năng nâng cấp, đó là pha code thông minh. Đó, giúp cho chúng ta đi với một cái địa hình, và khi mà chúng ta đi trong điều kiện thiếu sáng á, thì sẽ tốt hơn và an toàn hơn rất là nhiều. Rồi, ở phía dưới này thì vẫn không khác gì so với C200, vẫn có cảm biến ở phía trước ha, vẫn có cái líp cản được mạ chrome cho chúng ta nhìn cái cảm giác nó thể thao hơn và nó là điểm nhấn hơn rất là nhiều và đẹp hơn. Đó. Rồi, ở phía dưới đây chính là cái khối động cơ của C200 Avantgarde Plus, nó vẫn không có sự khác biệt so với C200 Avantgarde, thì vẫn sử dụng khối động cơ i4 thế hệ mới nhất, kèm theo đó là động cơ EcoBoost ha. Thì cho ra công suất đâu đó khoảng 204 mã, và dẫn động xe này là dẫn động cầu sâu, kèm theo đó là hộp số 9 Citroen chứa danh của mẹ, giúp cho chúng ta sang số và chạy mượt mà hơn rất là nhiều. Đó. Trước mặt mọi người đây chính là con C200 này là khoác lên mình màu ngoại thất là màu đen và màu nội thất bên trong cũng là màu đen. Xe này là full đen luôn nha mọi người. Rồi chúng ta cùng đi qua bên hông để tham khảo thêm một xíu nha. Xe vẫn trang bị cho chúng ta bộ lớp la giăng đa chấu, được phay la giăng 2 màu trắng và đen tương phản, rất là đẹp. Ha, chúng ta khi mà đậu nhìn cũng đẹp và khi lăn bánh nhìn cũng rất là cuốn hút. Đó. Rồi vẫn trang bị chúng ta bộ vỏ là vỏ Rinlat nha mọi người, vỏ Rinlat Bridgestone Rinlat. Rồi thông số lớp của chúng ta là 225, 45 và bây giờ 18 inch. Đó. Trong này thì chúng ta sẽ được trang bị một cụm phanh và đĩa phanh 2 lớp, giúp chúng ta đi an toàn hơn, và trong này sẽ có là ABS hoặc là camera điện tử đầy đủ trong này ha, giúp cho chúng ta đi rất là an toàn. Rồi trên phần tay gương thì xe vẫn trang bị chúng ta một cái báo rẽ trên gương ha, và một cái điểm thiếu sót và sau này theo em nghĩ sẽ là nâng cấp so với C200 Avantgarde Plus, đó chính là chưa được trang bị cho chúng ta cụm camera 360 ha, trên tay gương. Đó. Và trong phần lồng gương thì chúng ta vẫn được trang bị một cái gọi là cảnh báo điểm mù ha, giúp chúng ta đi an toàn hơn khi chúng ta vượt, và cũng như là chạy nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây chính là cái điểm khác biệt tiếp theo của C200 Avantgarde Plus so với C200, đó chính là sử dụng chìa khóa Keyless Go. Thường thì chúng ta xe C200 thì chúng ta chỉ sử dụng Keyless Ta, rồi đối với xe này chúng ta sử dụng Keyless Go ha. Khi chúng ta đóng cửa thì chỉ cần ấn nút này xe sẽ đóng cửa, và khi mở cửa chúng ta chỉ cần để tay vào xe đã mở cửa ha, rất là tiện. Rồi về cái phần ở phía sau này thì xe C200 Avantgarde Plus trang bị cho chúng ta cái hệ thống treo comfort, giúp cho chúng ta đi nhẹ nhàng thoải mái hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta đi vào cao tốc hoặc là đi vào những địa hình xấu thì cái phuộc này nè, cái hệ thống treo này nè, nó sẽ làm việc hiệu quả và nó giúp chúng ta đi êm ái và thoải mái hơn, an toàn hơn ha. Rồi ra phần phía đuôi xe thì đối với phần đuôi xe của C200 Avantgarde Plus này sẽ không có sự khác biệt so với C200 Avantgarde thường và bản thậm chí là C300 ha. Thì vẫn trang bị chúng ta bộ đèn full LED kéo dài luôn, đèn hậu full LED từ phần thân đuôi xe phía sau ra tới phần cốp xe. Trong cái đèn LED này nè, trong bộ đèn này chúng ta sẽ có những cái đèn LED chia nhỏ đẹp hơn ha, cho cường độ ánh sáng rất là đẹp. Khi mà chúng ta sử dụng được chìa khóa Keyless Go rồi á, là một điểm tiếp theo nữa là chúng ta sẽ sử dụng được cái tính năng là đá cớp. Ha, khi chúng ta có chìa khóa trong mình thì chúng ta chỉ cần đá cớp. Ha, một tính năng này rất là hay đối với, và hữu ích dành cho các chị hoặc là những khách hàng nào mà chúng ta thường xuyên đi mua sắm. Đó. Rồi. Cameraman hỗ trợ anh cái. Thì khi khách hàng, đây là cái khoang chứa hành lý của xe C200. Thì khi quý khách hàng chúng ta mua xe thì đây là những cái quà tặng mà Mercedes-Benz sẽ tặng cho quý khách hàng. Ha, một cái bộ cốp rất là rộng ha. Rồi, đây là hộp quà tặng của Mercedes-Benz. Chúng ta được một cái rổ ha, bộ cứu thương, rồi sách hướng dẫn. Đó, chúng ta sẽ có thảm và cái bộ này là dành chúng ta sành kéo xe. Đó. Và khi chúng ta sử dụng vỏ rơ lát rồi thì chúng ta sẽ không có vỏ sơ cua nha mọi người. Đó. Đó, đó là một cái điểm trên xe C200 và C200 Avantgarde Plus. Và chúng ta vẫn gặp được cái hàng ghế của hành khách thông qua những cái phím bấm ở hai bên hông lên này. Đó, rất là tiện. Đó, sau khi chúng ta bỏ đồ và chúng ta sử dụng xong cái phần cốp xe thì chúng ta chỉ cần đá cốp là xong ha. Đó, rất là đơn giản. Thì bây giờ em Ben sẽ mời mọi người vào bên trong phần nội thất để chúng ta tham khảo. À mà trước tiên thì trước khi chia sẻ về phần nội thất, em muốn chia sẻ nhỏ về cái phần mức tiêu hao nhiên liệu của xe C200. Thì do chúng ta sẽ không khác động cơ và cũng như là khối lượng khô của xe, nên dường như là cái mức tiêu hao nhiên liệu của hai dòng xe này dường như là tương ứng nhau. 7.15 khi chúng ta chạy ngoài đô thị và 8.27 khi mà chúng ta chạy chu trình kết hợp. Đó. Đây là những cái thông số kỹ thuật mà chỉ là dựa trên tính chất là tham khảo thôi nha mọi người. Tùy vào cái điều kiện địa hình và tùy vào cái nết chạy của quý anh chị, nên nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều vào cái cách chạy của mình ha. Rồi, bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham khảo bên trong xe C200 ha, Plus. Cái điểm khác biệt tiếp theo so với C200 Avantgarde thường đó chính là hệ thống loa, hệ thống giải trí loa bơm. Đầu tiên thì mọi người sẽ thấy một cái hệ thống loa bơm được đặt ngay tại cái cửa ha, trên tấm bi cửa rất là đẹp. Loa bơm này là 15 loa, công suất đâu đó khoảng 710W, một âm lượng cho ra công suất thực sự rất là lớn và rất là hay. Đó. Âm thanh vòm thì mọi người có dịp, nếu mọi người đang muốn tham khảo cũng như là trải nghiệm thì có thể lên để em mở mình nghe mình tham khảo ha. Rồi, trên phần tấm bi cửa thì chúng ta vẫn có chỉnh ghế. Đó, chỉ cái chỉnh điện và nhớ ghế 3 vị trí. Và trên phần tay nắm này vẫn có tích hợp đèn ambient light xanh 4 màu ha. Và trên phần này cũng vậy luôn. Và cái điểm khác biệt tiếp theo của C200 Avantgarde Plus so với C200 đó chính là hệ thống ốp gỗ. Đối với xe kia thì chúng ta sẽ không được trang bị ốp gỗ giống như thế này. Thì xe này trang bị ốp gỗ cho chúng ta một cái nhìn sang trọng hơn rất là nhiều, sang trọng hơn và đẳng cấp hơn khi chúng ta đi xe mệt ha. Rồi, vô lăng thì chúng ta vẫn là vô lăng bọc da ha, vô lăng bọc da, cầm cứng cáp và ba chấu và tích hợp các phím bấm chức năng cảm ứng ở trên này. Đó, thì em sẽ đề máy lên cho mọi người tham khảo nha. Đây là giao diện khi chúng ta là đề máy lên rồi nha. Đây là cái màn hình thông tin đa chức năng, thông tin người lái ở phía sau, và bên này là cái màn hình giải trí. Màn hình giải trí này thì nó là hơn 10 inch, kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây luôn nha mọi người, không dây. Và trong cái hệ thống cái màn hình này nó có thêm một cái chức năng hệ thống điều hòa lọc không khí, đó là phiên bản nâng cấp so với phiên bản V0. Đó chính là nâng cấp chất lượng không khí giữa bên trong và bên ngoài thông qua một hệ thống lọc. Đó, chúng ta sẽ lọc được bụi mịn và phấn hoa. Đó là một cái điểm nâng cấp rất là hay. Đây. Và quay lại đây thì mọi người sẽ thấy một cái chức năng nữa là hỗ trợ cảnh báo trịch làn. Trên được sẽ được tích hợp và trên dòng xe C200 Avantgarde Plus nó sẽ khác so với C200. Đó. Rồi. Và bên này thì có xi nhan gạt mưa, còn bên này chúng ta sẽ là cần số. Đây là cần số mẹt nha mọi người. Đó, chúng ta muốn chạy lui thì chúng ta gạt xuống và khi chúng ta chạy tới thì chúng ta gạt xuống ha. Ok. Rồi, bên trong này thì nó sẽ hỗ trợ một số tính năng khác, ví dụ như là sẽ có sạc không dây nè. Đó, và một cổng tai si cho quý khách hàng mình sử dụng và sẽ có hai cốc nước ha. Rồi. Ở đây thì sẽ có một cái hộc mình đựng đồ thôi, không lớn nha mọi người, cũng không có sâu đâu. Vừa dùng thôi và có hai cổng tai si. Rồi. Ở phần bên ghế người ngồi bên cạnh thì chúng ta vẫn ghế là ghế chỉnh điện, vẫn có hệ thống loa. Đó. Trên trần thì chúng ta là đèn đây ạ, rất là đẹp. Và chúng ta sẽ không có cửa sổ trời giống như là C300. Đó. Rồi mọi người cùng em ra băng sau mình tham khảo thêm nha. Rồi, đây chính là băng sau của C200 Avantgarde Plus, thì không khác biệt so với xe C200 Avantgarde, thì vẫn có hệ thống khác nhau lớn nhất là ở hệ thống loa ha. Ở phần giải trí ở phía sau của chúng ta vẫn có hệ thống loa. Đó. Rồi, ở bên hông này chúng ta sẽ có một cái rèm che nắng. Cái rèm này là rèm cơ thôi nha mọi người, rèm cơ nhưng mà cực kỳ hữu hiệu. Đó, dành cho quý khách hàng nào mà chúng ta thường hay đi ban ngày trời nắng. Rồi, ở phía dưới này thì nó sẽ không có nhiều cái hộc cho mình để đâu. Đó, nó chỉ nằm phụ thuộc vào cái bệ tì tay ngay chỗ này thôi. Đấy, bệ tì tay, và bệ tì tay này sẽ có hai nấc. À, để hai nơi. Và chúng ta vẫn có đủ ba tựa đầu nha mọi người. Đó, ghế thì ghế đây là ghế da Artico, vẫn cho chúng ta một cái dáng ngồi thoải mái rộng rãi ha. Với chiều dài hơn 4,7 m thì thực sự chúng ta đi nội ô hoặc thậm chí đi hiện trường cũng rất là thoải mái. Đó, trần vẫn cao. Dạ vâng, và vừa rồi em đã chia sẻ một số cái điểm chi tiết về em xe Mercedes C200 Avantgarde Plus này rồi. Thì mọi người cũng đã nhìn nhận và có một cái đánh giá giữa sự khác nhau giữa C200 bản thường và C200 bản Plus. Đó, thì hiện tại giá bán của em xe này đang là 1.914 triệu ha. Thì chương trình khuyến mãi tháng này cực kỳ tốt và cực kỳ ưu đãi, thì quý khách hàng nào mà mình đang có nhu cầu tham khảo cũng là như là đang muốn lái thử trải nghiệm ha, nhận báo giá và nhận tạm tính ngân hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em vẫn sẽ hỗ trợ cho mọi người. Và số điện thoại em để hotline ở bên dưới tiêu đề, mọi người có thể liên hệ 24/24, em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Dạ vâng, và vừa rồi thì một cái clip nó cũng rất là dài rồi, thì em xin phép được kết thúc video tại đây. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.